Hello anh em, mình là Kim Botun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ test đi thực tế ở trên đường cho anh em coi cái bộ ổn định điện version 2 bên mình đang phân phối và ship hàng cho anh em đó. Thì mình đã lắp trên cái xe gym của mình. Thì hiện tại ở đây thì mình đang sử dụng một cái bóng led V8 chân M5 để dành cho xe gym với công suất là 40W. Đó, thì mình đã bật chìa khóa lên rồi. Ở cái đèn báo ở đây của mình đang báo là 12,3V. Ok, thì bây giờ là mình sẽ nổ máy lên. Đó, mình sẽ nổ máy lên. Mà mình ra đây. Đó, điện đang báo là 12,3 đến 12,5 luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bật đèn lên để xem cái điện áp của trên cái xe của mình nó tụt xuống còn bao nhiêu vôn nhá. Thì hiện tại bây giờ cái bình ắc quy của mình đang rất là yếu, dưới 12,5 vôn luôn. Đó, thì mình bật đèn lên thì cái đồng hồ vôn kế của mình đang báo là 11,7V ở chế độ pha anh em nhé, là 40W. Thì bây giờ là mình sẽ xuống cốt, đây là ánh đèn pha đấy ạ, mình sẽ xuống cốt đó là sẽ là 11,9V. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên pha này, đó rất là sáng, ánh sáng rất là gom. Ok, 11,7V. Thế nên mình sẽ chia sẻ qua về cái đèn L4, à cái đèn pha V8 ở bên mình đang bán ở đây. Đây là ánh sáng thực tế của nó. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống cốt. Ok, đây là cốt ạ, đây là pha. Đó, thì mình quay buổi tối nên là cái hình ảnh nó sẽ không được đẹp lắm, thì anh em cũng cả. Đó, đây là đường gom sáng rất là tốt này. Đây là cốt này, pha. Đó, ánh sáng rất là chuẩn anh em nhé. Đó, thì nhiều anh em có thắc mắc là tại sao mà những cái đèn V8 của họ mua về ấy, thì lắp vào cái xe gym nó không được giọt. Thì mình cũng không biết là cái đèn của họ là loại V8 loại gì, nhưng hiện tại bên mình đang phân phối và bán ship hàng cho anh em trên toàn quốc ấy, thì mình chỉ bán một loại của một cái thương hiệu mà bên mình đang bán ship cho anh em đó. Thì anh em có thể phân biệt được đây là cái đường cắt của cốt ở trên mặt đường đó. Thì bây giờ là mình sẽ bật pha nhé. Đó, đó anh em thấy ạ, rất là chuẩn luôn. Như thế này là ánh sáng rất là gom đẹp, nó sẽ chảy dài từ đây ra tít đằng kia, anh em có thể bao quát được cái tầm nhìn rất là ok. Ok, nổ máy từ nãy đến giờ thì của mình đang báo là 11,6V. Thì bây giờ là mình sẽ tăng ga. Đó, vôn nó đang lên. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vào số, mình sẽ test với tốc độ là 20, 30, 40 và 60 cho đến 80 cây số một giờ. Ở đây là đường cao tốc thì là mình sẽ đi tốc độ cho phép của cái xe máy ở cái đường cao tốc này là sẽ là 80 là max nha anh em nhé. Thì có thể anh em sẽ chạy cao hơn, đấy là tùy anh em. Còn hiện tại là mình test, mình sẽ đi bằng một tay, và một tay thì mình cầm máy cho nên là mình cũng không thể chạy nhanh được. Thì khi mà đi trên đường nó sẽ rung rinh thì anh em sẽ thông cảm với mình, nhưng quan trọng là anh em có thể nhìn được cái mức độ đường điện nạp ở đây. Thì mình cũng không quay đằng kia nhé, bởi vì cái tốc độ sáng như này thì anh em đã biết rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chủ yếu là mình sẽ quay vào đây, và anh em sẽ để ý cho mình cái đồng hồ báo tốc độ đây nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ ra lên để đi này. Đó, bắt đầu nổ máy, bắt đầu đi cái kim đồng hồ của mình bắt đầu nhích thôi. Thì cái vôn kế của mình đã lên rồi. Ok, thì bây giờ là mình đang đi ở cái tốc độ là 30 cây số một giờ. Tại sao này mình test được cái tốc độ 30 cho đến 40 như này, thì vì thường là khi anh em đi làm hoặc anh em đi ở trong thành phố, thị xã, nói chung là đường đông người, thì anh em chỉ đi được ở cái tốc độ là dưới 40 thôi. Thì hiện tại thì bây giờ là cái đồng hồ của mình đang báo là 12,2V, cái pin của mình đang rất là yếu anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ ga lên ở cái tốc độ là 40 cây số một giờ. Đó, thì đồng hồ của mình đang báo là 12,4V. Nếu như cũng giữ ở cái tốc độ 40 cây số một giờ này, mình sẽ đi ở số 3 để xem nó sẽ lên được bao nhiêu vôn. Đó, 12,7 luôn anh em ơi. Ok, thanh niên kia phóng rất là tít anh em, kệ người ta. Ok, thì bây giờ đồng hồ của mình đang báo là 12,6V.
nó đang lên dần anh em nhé. Đó, đồng hồ của mình đang báo là chạy ở cái tốc độ là 45 km/h, 12.6V như này là ok rồi anh em ơi. Đó, mình sẽ đi thêm một đoạn nữa để mình sẽ tăng tốc để xem cái đồng hồ của mình nó sẽ có lên tốc số không. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái độ sáng phía trước có một con xe chạy ngược chiều vào trong luôn. Phải, lại thêm một con nữa anh em ơi. Ok, thì bây giờ là mình đó, anh em thấy 12.6V. Ở cái bình AP RS sẽ có mức là 12.5V thì anh em nên phải thả. Mà ở đây nó báo là 12.6V thì anh em đi thoải mái ok luôn anh em ơi. Cái này thì anh em có thể là đi thoải mái không bao giờ lo ấy điện. Thì bây giờ là mình sẽ test ở cái tốc độ cao hơn là 50. Đó, mình nhích ra lên đấy là nó đã 50 rồi. Và bây giờ là đồng hồ của mình đang báo là 12.71. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test chạy lên 60 nhá. Thì tốc độ gió nó sẽ ít hơi là cao thì anh em thông cảm với mình nhá. Đó, đồng hồ của mình đang báo là 12.78 con rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test ở cái tốc độ cao. Bởi vì là có nhiều anh em có thắc mắc là khi mà đi vượt hay chạy tốc độ cao thì cái điện áp nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ test chạy tốc độ cao. Rồi là mình có chạy thử một đoạn đi một tay mà mình đi được 95 km/h. Đó, thì anh em thấy cái ổn định điện của mình nó cho cái dòng điện nạp vào bình rất là ok. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đứng lại. Đó, mình đứng lại thì mình đang bóp phanh này. Bây giờ mình nhả phanh ra. Đó, đồng hồ của mình đang báo là 11.9V. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test lại, là mình sẽ tắt đèn đi. Và mình sẽ bật công tắc đèn pha đi, mình sẽ bật chìa khóa lên này. Mình đã ra mau đã. Ok, thì bây giờ là đồng hồ mình đang báo là 12.5V, vẫn như hiện trạng ban đầu anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test là mình bật công tắc đề lên. Đó, nổ rồi anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Đó, bây giờ thì mình sẽ test nặng hơn là mình sẽ bật sẵn cái nấc đèn này lên và mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, đèn sáng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ bấm đề. Hiện tại bây giờ là cái bình ắc quy của mình đang báo là 11.7V. Đó, vẫn rất là dễ nổ anh em ạ. Cái xe của mình nó dễ nổ như này là mình đang sử dụng cái IC tăng áp. Để ở trên cái clip lần trước ấy thì mình đã chia sẻ với anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tắt đi và để lại nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để lại một lần nữa. Đó, thì bây giờ là mình sẽ tắt đi và mình chia sẻ với anh em ở trên cái xe này của mình đây. Cái nút đỏ ở đây thì mình đang bật cái chế độ là mình sẽ bật cái chế độ là auto khởi động. Thì mình sẽ bật chìa khóa lên là cái xe của mình sẽ tự động đề luôn. Ok, mình không sờ đến nút ga, nút đề anh em nhé. Đó, vẫn rất là dễ nổ anh em ơi. Đó, anh em nghe thấy không ạ? Ok, đây là chế độ phát sinh. Tắt đèn đi, mình sẽ bấm phát sinh. Đó, phát sinh nhằng nhằng luôn, super phát sinh. Ok, đó, thì anh em đã thấy được cái sự ổn định điện của trên cái xe zin mà mình đang lắp ở đây. Ở cái clip lần sau ấy, thì mình sẽ test nặng hơn là đối với cái xe zin này mình sẽ lắp thêm một cây L4 nữa. Bên mình đang phân phối và bán cái loại đi cầu đó, rất là đẹp. Thì ở clip này mình sẽ chỉ test với cái bóng pha là 4W thôi. Đó,
thì anh em có thể đi thoải mái luôn. Mình khẳng định luôn là anh em đối với cái xe Zin Việt nhá, 6 quấn hoặc xe Wenpa, nếu như anh em lắp một cái bóng pha LED 40W này và một cái ổn định điện version 2 bên mình đảm bảo cho anh em đi bật đèn pha cả ngày lẫn đêm không bao giờ hết điện. Đó, đấy là khẳng định bên mình. Ok, còn đối với những cái xe Zin Thái hoặc những cái xe Zin tàu ấy, mà điện 2 quấn ấy, thì anh em có thể là đo kiểm trước khi lắp hoàn thiện, bởi vì là cái xe đấy là nó sẽ là điện 2 quấn thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái dòng nạp. Thì cái xe này của mình thì đường điện nó khỏe, ok, thế nên là mình chạy mình thoải mái, không lo hết điện, mặc dù là mình đang bật tại chỗ như thế này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ vẫn cứ để đèn như đây, vẫn để đèn sáng và chế độ pha, thì mình sẽ chia sẻ thêm với anh em. Và mình sẽ để cái xe của mình ở chế độ gang tin. Đó, thì bây giờ mình sẽ lên ga này. Đó, thì mình sẽ để ở cái chế độ gang tin luôn. Đó, thì anh em có thể thấy là cái xe này của mình vẫn báo là 11,6V, nó không tụt anh em nhé. Nếu như như cái xe của anh em bình thường là có thể là nó sẽ tụt. Đó, đó, nó sẽ đã tụt rồi, nhưng mà không vấn đề gì. Bây giờ anh em tăng ga lên, nó lại lên bình thường. Đó, ok. Đó, thì đây là anh em đã thấy được cái sự ổn định điện của con version 2 do bên mình có xuất hàng cho anh em đó. Thì mình đã giới thiệu ở những cái clip trước rồi. Thì ở cái clip này thì mình sẽ test thực tế luôn ở trên đường. Và đây là ánh sáng của cái đèn LED V8 chân M5 lắp vào cái xe Zin ở bên mình. Ok anh em, xin chào anh em, mình là Kin Moto. Hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ test với con xe Zin này, mình sẽ lắp thêm một cái bóng pha 40W nữa, một cái bóng trợ sáng 40W nữa, là tổng sẽ là 80W.